Hôm nay thì em đến rất là vui do là kiểu em cũng hay bị xúc động à, bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ không, dễ bị xúc động. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speakable nha. À, xin mời nhà gái. Bạn gái bên hàng rào, bạn trai bên hàng rào bên đây. Mình nói lớn lên để chúng ta cảm nhận về giọng nói đầu tiên nha. Mời nhà trai. Dạ, con chào chú Quyền Linh ạ, chào cô Hồng Vân. Chào con. Chào bạn gái bên kia và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong phim trường ngày hôm nay. Con tên là Phạm Tiến Đạt, năm nay con 27 tuổi. Con đang sinh sống ở huyện Bình Chánh và làm việc ở quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, công việc của con là kỹ sư điện ạ. Còn con, mình giới thiệu nào. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Dương Thị Thu Hương, 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là điều dưỡng, hiện con đang làm việc ở bệnh viện 175 ạ. Rồi, nhà gái cho nhà trai biết điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. À, dạ, thưa chú Huyền Linh và bạn trai, thì điểm mạnh là con có thể trò chuyện và lắng nghe, chia sẻ được với nhiều người, sống giản dị và tình cảm ạ. Con hơi bị nhút nhát và sống hơi cạn nể và... Người điều dưỡng được rất là trân trọng, những người điều dưỡng đó. À, không có bà con thân thích gì với bệnh nhân, nhưng họ chăm sóc người bệnh nhân như là người thân như thế. Chính vì thế nên mà chú Quyền Linh á rất là yêu quý và trân trọng những cái người làm điều dưỡng đó nha. Dạ. Mà thực ra cái người điều dưỡng bên tôi đây là cực kỳ cưng luôn nè. Xinh xắn vậy đó hả? Con có mấy mối tình rồi? Nếu mà nói mối tình thì con chưa trải qua mối tình nào. Dạ, là con có thích hoặc là cũng có một số người thích nhưng mà con không thích. À, tức là con chắc cái công việc của con nó cũng chiếm nhiều thời gian quá, đúng không? Cũng có thời gian để mà hẹn hò luôn. Dạ, thực sự nhưng... là môi trường bệnh viện nó cũng khá là áp lực ạ. Đây, sao nè, thợ điện. Điểm mạnh, điểm yếu mình gì? Dạ vâng, điểm mạnh của con là con không hút thuốc ạ. Con không gia trưởng mà có tinh thần quyết tâm, quyết đoán trong công việc cũng như là cuộc sống. Con có một lối sống tình cảm, đặc biệt là tình cảm với gia đình ạ. Ngoài ra con còn thích chơi cầu lông và đi du lịch. Còn điểm yếu của con thì con nấu ăn không được ngon, nhưng mà con biết rửa chén và lau nhà. Trời ơi, giỏi em, lau rửa chén lau nhà luôn. Dạ, con hát thì cũng không được hay, đâm ra con cũng không hay hát ạ. Kể hát đại đi con. Dạ, như ngoài... dạ con chào cô ạ. Ngoài ra quá. Con còn hay ngủ trễ nữa. Nhưng mà bên đây con nấu ăn được không con? Dạ con nấu ăn không ngon, nhưng mà kiểu con có thể nấu những món cơ bản được. Nhìn á, thiệt, cái này là ấy nha, nhìn hai đứa có cái nét phu thê khủng khiếp luôn. Cảm ơn cô. Nó nghiêm túc luôn á, ông qua ông coi thử đi nhá. Phu thê hả? Đây. Đâu, chưa có người yêu hả? Dạ con chào chú Kiều. Rồi, chào con gái điều dưỡng. Sáng dễ thương không? Lấy vợ điều dưỡng đó là phải hy sinh cá nhân của mình, bởi vì á đôi khi vợ mình phải chăm sóc người khác á, chăm sóc suốt ngày suốt đêm luôn á, ít có chăm sóc mình đó, con thấy như sao? Dạ, cái đấy thì con cũng thấy không sao ạ. Vậy thì điều dưỡng là mình chăm sóc cho người bệnh, đấy là một nghề tốt ạ. Đúng rồi, một nghĩa cử cao đẹp đó con. Còn con có mấy mối tình rồi? Con đã từng trải qua một mối tình ạ. Từng trải qua một mối tình ạ? Khoảng nửa, 6 tháng cô ạ. Cách đây khoảng hơn một năm rồi cô ạ. Lý do gì chia tay con? Lý do là bạn đó không cùng quan điểm tôn giáo với con. Con là theo đạo Công giáo ạ. Con sao? Dạ, theo con thì con không có quan trọng về đạo hoặc tôn giáo nào, mà quan trọng là hai người hợp nhau thì sẽ từ từ chia sẻ những cái vấn đề sau. Nhưng mà con có đạo không? Dạ, con không có đạo. Vậy không quan trọng sao? Gì về nữa, về học đạo lý đúng sao? Đúng rồi. Thấy không? Không sao. Con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, con muốn một bạn nữ là cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ, thì cũng có một lối sống tình cảm giống như con vậy ạ. Kia là tình cảm đó. Dạ vâng, làm nghề điều dưỡng thì đúng con rồi, chắc cô là... Cô có thể khẳng định với con cái mẫu người mà con nghĩ trong đầu á, thì bên đây phải là 99,9%. Rồi con. Dạ. Con muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào? Dạ, con muốn tìm một người thương là... có cái tình cảm, có trách nhiệm, hiếu nghĩa, trung thủy và biết chia sẻ, biết quan tâm. Luôn. Ông con trai rất hiền nha, rất là dễ thương, có phúc hậu ha. Nói chung á, mà có thấy phu thê không? Được á. Hỏi gia mình đình hỏi đi. Gia đình đi. Con đi với ai vậy con? Dạ, con đi với bác ruột của con. Dạ. Xin chào MC Hồng Vân, xin chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Chào cô. Cháu tên là Đạt phải không? Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Thế thì cháu Hương thì cháu là một người sống rất là tình cảm, có trách nhiệm, thuộc tiếp người phụ nữ truyền thống. Thế còn về phía cháu trai bên này thì bác thấy là cũng có cái nét là hiền hòa, sống bác cũng có tình cảm. Thế thì bác cũng mong muốn là hai cháu cho nhau cái cơ hội
để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn chị. Con đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình con đi với lại dì của con ạ, và hai người em nữa. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Hồng Vân, chào bạn gái cô Trương, chào bên nhà gái ạ, cùng tất cả các vị khán giả. Em xin nhận xét về một chút về bạn gái. Dì thấy là bạn ấy được đấy con ạ. Rất là hiền, với lại những cái mà con đưa ra là dì thấy bạn rất được, nhìn dễ thương. Còn nói về một chút về Đạt á, Đạt là một người sống rất tình cảm, rất có trách nhiệm với gia đình, kính trên nhường dưới, cũng rất là ngoan. Gọi là chỉ thích đam mê chơi thể thao á, là chơi cầu lông thôi. Thì dì cũng hy vọng là cả hai để cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu và là tiến xa hơn. Dạ, rồi, xin cảm ơn dì. Cảm ơn dì. Thôi mở rào thôi. Mở rào. Rồi tới luôn Đạt. Chào em. Dạ, chào chương trình anh có quà tặng em. Dạ rồi em cảm ơn ạ. Dạ. Ủa sao con lại tặng con heo vậy Đạt? Dạ con thấy con heo này dễ thương. Vậy hả? Dạ. À, đến chương trình thì em cũng có món quà tặng anh ạ. Ừ. Dạ anh có thể mở nó này. Dạ. Ồ, là một quyển sách. Dạ. À, đây là cuốn sách mà em rất là thích, có tựa đề là Chiến binh cầu vồng, kể về 10 bạn trẻ ở một ngôi trường nhỏ bé ở trên đất nước Indonesia đã cùng đấu tranh bảo vệ ngôi trường của mình và đấu tranh cho cái quyền học tập. Thì đây đối với em là một cuốn sách truyền cảm hứng và có nhiều nghị lực, thì hy vọng là anh sẽ thích nó. Ok dạ. Em, anh cảm ơn, anh sẽ đọc và trân trọng cuốn sách này. Dạ. Sao Đạt con thấy sao? Ngay từ khi gặp em thì anh đã thấy nụ cười em rất là dễ thương, rất dạ. xinh xắn. Trong cái suy nghĩ của con là bao nhiêu phần trăm? À là cũng phải trên 99% rồi cô ạ. Đó, đúng dạ. rồi. Đúng là một tướng phu thê. Về quan điểm tình yêu của anh là biết chung thủy và không lừa dối, cùng nhau lắng nghe, cùng nhau chia sẻ. Đặc biệt quan trọng nhất là cùng nhau mà chịu được những cái khuyết điểm của nhau ấy. Thì theo em thì như thế nào? Dạ thì em cũng hy vọng là công việc của em nó khá vất vả thì anh có thể chia sẻ được. Gặp anh ngày hôm nay thì em thấy rất là vui, do là kiểu em cũng hay bị xúc động. Dạ, bị dời á, nên là em thấy là cảm ơn anh vì đã tới ngày hôm nay. Hương thấy Đạt thế nào mà cảm động thế? Dạ con dễ bị xúc động. Một cô gái rất là dễ xúc động ha. Dạ. Như công rồi, việc giờ... công việc của em thì là có hay làm đêm không? Dạ có. Đạt ơi. Dạ. Lại anh cầm cái giấy anh chậm nước mắt cho Hương đi. Thử thế nào. Chậm hết nước mắt nha, rồi nói chuyện tiếp nha. Chỗ nào bị lem chỗ nào đó, con bôi chỗ đó, con chùi chỗ đó. Con nào nước mắt hẳn chùi, đừng có chùi chỗ khác, bay phong son của người ta. Tức là một tháng là mình làm đêm như thế nào? Thường là sẽ có lịch trực thì tuần trực 1 đến 2 buổi. À trực đêm thì hiện tại là khoa em là em sẽ trực 24 giờ, là ngày hôm sau em được nghỉ. Hương làm vậy... khoa nào vậy? Dạ, con làm khoa nội thần kinh ạ. Khoa đó là cũng nhức nhơ đầu lắm á. Nhức đầu chứ. Công việc của anh là kỹ sư điện ấy, thì anh làm trong văn phòng thôi. Anh chỉ làm giờ hành chính, làm đến 4 rưỡi chiều là anh nghỉ rồi. Thì thường thường trước anh chưa có người yêu thì anh mỗi lần làm xong thì anh hay đi chơi cầu lông. Là chơi đến khoảng 6 rưỡi 7 giờ là anh về nhà. Hồi nãy anh cũng có chia sẻ là điểm yếu của anh là hay ngủ trễ. Tại vì cái công việc của anh là mình cần cái sự mà tập trung cao độ nhất ấy. Cái thời gian mà tối trễ 11, 12 giờ, cái lúc đấy nó yên tĩnh thì nó phù hợp hơn với cái sự tập trung vào công việc của anh. Yeah. Còn về cái công việc của em thì một tuần 2 đến 3 buổi làm đêm thì... Còn những cái ngày kia thì cũng làm giờ hành chính thôi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Ờ, thì mình cái này thì mình có thể hẹn hò được. Dạ đúng rồi, bên em là không có lễ Tết là mình cứ trực. À, dạ, dạ. Đạt hỏi nhà em có điện chỗ nào hư không? Về phần điện đóm thì là đối với anh thì là chuyện nhỏ rồi. Cái gì anh cũng thể làm được trong ngành điện. Dạ. Rồi bây giờ Đạt tiến tới, hai tay nắm với tay Hương ha. Rồi nói những cảm xúc của mình, mong muốn điều gì. Hương đang rất là xúc động đó Đạt. Nắm hai tay luôn. Nhìn mặn thẳng vào mắt Hương đi nào. Đến với chương trình này thì anh cũng chuẩn bị một câu thơ nào đó để tặng cho em. Chút nắng gắt đâu làm nên mùa hạ, một thoáng nhìn chưa hẳn đã là yêu. Sao tim anh cứ ngập ngừng rất lạ, em là ai hỡi bóng dáng yêu kiều. Em à, đến với chương trình này thì anh là một người đàn ông chân thành. Anh sẽ cố gắng hết sức để cho em có được một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Đến với chương trình này anh cũng mong rằng hai chúng ta cho nhau một cơ hội tìm hiểu nhau. Và mong rằng hai bên gia đình cũng ủng hộ cái tình yêu của chúng ta. Và mong rằng tình yêu của chúng ta sẽ có một cái kết đẹp. Em nhé. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Detox không khí từ trong ra ngoài. Bây giờ hai trẻ để tay vào nút bấm đi. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Chuẩn bị. Một. Hai.
3. Hết thời gian. Như vậy họ đã kiểm tra lại công ty của mình rồi. Thật sự họ đã có một chút rung động và họ đã bấm nút. Chúc mừng hai đứa nha. Nữa cái hôn đầu tiên. Xin phép bác. Dạ. Giờ con xin phép bác cho con hôn lên má em Hương để thể hiện tình cảm của con dành cho em Hương bây giờ cũng như là mãi sau này ạ. Tuyệt trời ơi. Ơi. Trời. Chương trình gửi tặng đến hai. Ngon, vừa ăn lắm quan luôn á. Quan trọng là em thấy ngon không thôi. Dạ ngon. Còn ngon. Anh là ngon rồi đó. Rồi, mấy đứa nói chuyện đi nha. Còn chuyện này để anh lo. Rồi đó, thôi hai bạn. Wow. Tự tay, tự tay. Dạ, tự tay rồi. Em. Dạ đúng rồi. Wow, hơi đặc biệt ha. Rất đặc biệt luôn chứ đúng không phải rồi. Là hơi đặc biệt nữa. Em hình dung cái người bạn gái bên đây sao? Cái em mong muốn người bạn gái của em là như thế nào? Dạ, cái hình mẫu của em là một bạn nữ là cao, rất là cao. Cao khoảng từ 1m62 trở lên. 1m62 đổ lên. Dạ đúng rồi. 1m61 được không? Dạ, thứ hai là da trắng. Da trắng. Dạ. Tóc dài đen và có xoăn nhẹ ở khung cuối. Tóc dài đen có xoăn nhẹ ở dưới nữa. Ghê quá. Kỹ dữ vậy. Hồi hộp quá. Sao nữa? À, dạ về tính cách thì vui vẻ, hòa đồng, hoạt bát nhưng mà không lanh chanh. Để chúc anh qua anh coi coi có giống không nha. Bên chó có thời gian là em quấn đi. Không cần luôn. Thấy rồi. Dạ, chào anh gái. Dạ. Dễ thương. Sao giờ da có trắng không? Trắng, có trắng. Tóc có quăng ở dưới không? Quăng 2-3 khúc luôn. Đó. Bây giờ những vấn đề em đưa ra đàn trai thì cũng đáp ứng 95% rồi. Nhưng mà nếu bây giờ hai bên mà bấm nút mà hẹn hò với nhau á, thì khoảng bao lâu đàn gái cho đàn trai bước tới? Dạ, em nghĩ thì cái thời gian tìm hiểu thì khoảng 1 năm hay 2 năm gì đó cũng... 1-2 năm thì... Dạ. Cho em hỏi thêm cái này, tại vì em có đạo nên em muốn tìm một bạn cũng có đạo. Chị dạ, hỏi giùm này, em một bạn này bên phải đó hỏi rồi nha. Có đạo cũng... Ừ, em đạo... Đạo Thiên Chúa. Đạo Thiên Chúa. Em có đạo không? Dạ, em đạo Thiên Chúa. Trời ơi. Chúc mừng hai bạn. Chúc mừng hai bạn. Thôi được rồi, vậy là mừng rồi ha. Mình hỏi người thân đi. Em gái đi với ai em gái? Dạ, hôm nay em đi với mấy người bạn thân của em. Rồi, bạn thân cho biết ý kiến rồi. À, em chào chị Vân, chào Nguyễn Linh, chào em. Khán giả. Em là Lợi, bạn thân của Nho. Nho là một người rất là cá tính, rất là quyết đoán. Nên cần một cái bạn trai đó là cá tính hơn, quyết đoán hơn để bù đắp lại cho Nho. Rồi em nghĩ bạn này có quyết đoán hơn, có cá tính hơn không? Về tổng quan thì em thấy ok. Còn về cái chi tiết thì để hai bạn hẹn hò với nhau rồi sẽ chi tiết với nhau hơn. Về tổng quan em ok, còn về các cơ quan thì để cho Nho lo đúng không? Rồi, bây giờ em đi với ai vậy? Dạ, hôm nay là ngày đặc biệt cho nên là em đi với lại ông của em, mẹ của em, cô, dì, chú bé, cậu mợ, trời những người bạn. Trời ơi, chào đại gia đình. Anh dạ, là chắc là ba hả anh? Dạ, tôi là ông. Dạ, ông sáu. Trời ơi, ông trẻ dữ vậy ông. Dạ, ông đẹp trai lắm mà. Đẹp trai, ông trẻ quá trời luôn à. Dạ, chào anh chị. Dạ. Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Dạ, chào quý khán giả trong khán đài hôm nay. Nhìn thấy nãy giờ á, nếu mà sau này hai cháu tôi á, gặp được với nhau thì tôi nghĩ rằng đẻ con chắc cũng cao nghiều nghịu luôn á. Cao nghiều nghịu luôn hả ông? Cao nghiều đã lắm. Nói vô vấn đề chút xíu. Đây nhìn... Nho nãy giờ đó thì gương mặt phúc hậu. Nho nhã đó. Dạ, nho nhã phúc hậu. Ông Sáu nói với con nãy giờ con tả sao mà hay thế. Cái trực giác của con hay quá. Hay quá. Nếu hai đứa mà tìm hiểu được với nhau, đừng có để quá 30 tuổi. Dạ. Tại vì khi mà sinh con đẻ cái thì phải từ 30 đổ lại nó hay hơn. Người muốn nghe là mẹ của Tuấn á. Em chào anh Quyền Linh. Rồi, chào chị chào. Hồng Vân. Dạ. Chào quý khán giả trường quay. Bạn muốn hẹn hò. Mạnh Tuấn à, mẹ nhìn cháu gái bên đây rất là xinh đó con. Mẹ Tuấn cũng xinh nữa đó nha. Mà bạn có cái nét phúc hậu giống mẹ đó. Ừ, cái đúng đó. Khuôn cho mặt nên, của mẹ rất là phúc hậu. Cho nên là mẹ mong mỏi tụi con hãy cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Mẹ sẽ có được dâu hiền. Con cũng là rể Thảo. Mẹ chỉ có đôi lời vậy thôi. Rồi, cảm ơn nhà gái rất nhiều ha. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Bắt đầu đi Tuấn. Chào em.
đem. Cái này anh nấu nè. Ngày xưa người ta thường nói là đường vào tim người đàn ông nhanh nhất là qua đường bao tử, nhưng mà thời buổi hiện nay là nam nữ bình đẳng rồi, cho nên là anh muốn tự tay nấu món này gửi đến em, là mong sao là có thể đi vào tim em. Em cảm ơn anh. Em gái cũng muốn thử miếng cháo của anh ấy nấu không? Em có muốn dùng thử. Dùng thử đi. Chắc là để sau chương trình đi anh. Em gái thử một miếng cháo đi, anh nấu từ Vĩnh Long anh đem lên đó em. Thôi kệ, mình thử đi cơ. Nhà đó. Wow. Rồi múc đi Tuấn. Dạ. Cho bạn gái thử đi em. Không có vấn đề gì hết trơn á. Anh Linh có muốn thử không? Thử trước đi còn nhiều dao tôi. Rồi. Anh mang từ Vĩnh Long lên luôn đó. Đúng rồi em. Múc anh đầy đầy. Được được. Em ăn thử đi. Em ăn thử đi. Dạ. Sáng giờ anh chưa ăn gì đó. Thôi đưa cho anh Linh, mời anh Linh trước đi nè. Nè đây đây. Dạ mời ông Mai nấu vô giùm em nha. Trời, múc ít quá. Ăn đi. Ngon quá à. Ngon, vừa ăn lắm. Quan luôn á. Quan trọng là em thấy ngon không thôi. Dạ ngon. Còn ngon. Anh là ngon rồi đó. Rồi, mấy đứa nói chuyện đi nha. Còn chuyện này để anh lo. Rồi đó, thôi hai bạn nói chuyện với nhau đi nào. À, xin phép trước khi mình nói chuyện thì em có thể cho anh khoảng 3 phút được không? Em cứ tập trung vào anh nha. Ôi đất ơi, ghê chưa, đừng có nói là dễ chân dung của cổ nha. Lên đây ăn thoải mái đi, người ta dễ chân dung. Dễ đi, dễ đi. Né ra để dễ lộn tôi nữa. Giờ đúng chiều, dễ lộn tôi nữa. Sáng ăn xôi, giờ ăn cháo. Dễ chừng nào xong báo nha. Trời ơi, cái gỏi này ngon quá luôn. Dạ xong rồi ạ. Xong rồi anh Linh ơi. Xong rồi, đây cũng xong rồi nha. Nhanh lắm. Mai xuống đồng hồ ăn tiếp. Em ơi, chị vô là hết cháo luôn, không còn được miếng cháo đó. Ăn cái bức tranh tặng em. Dạ, cảm ơn anh, em dễ đẹp lắm. Rồi lý do gì mà không đưa mắt mũi miệng vô? Có lý do riêng à? Là lý do gì? Dạ tại ngồi xa quá. Đâu được coi. Em muốn là sau này hai người ngồi gần hơn em sẽ thêm em vào. Em sẽ dạ, chim vô, chim vô đúng không? Dạ đúng rồi. Công nhận á. Wow. Dễ giống dễ sợ luôn, giống người con gái dễ sợ luôn. Còn em giữ làm kỷ niệm đi. Rồi cảm nhận về nhau đi. Em có thể cho anh hỏi là cái cảm nhận đầu tiên của em về anh như thế nào không? Em thấy anh hiền, về cái cá tính thì em thấy là tính anh chân thật, chân thành. Em thích cái điều đó. Còn em trai cảm nhận em gái thế nào? Dạ có cái này em muốn chia sẻ là chiều hôm qua là em biết hôm nay là sẽ ghi hình á, cho nên là em đến cái làng hoa Sa Đéc á, em đi lựa vào cái vườn hồng em lựa, thì em lựa một cái bó hồng đẹp nhất, thuê và đẹp nhất nha. Mà tại vì nãy em bưng cái mâm lên, em bưng lên không hết, cho nên còn để ở dưới. Thiếu nên sẽ tặng. Cũng may là không tặng bây giờ. Chứ tại nếu sao? Mà nếu mà tặng bây giờ thì nếu mà đặt cạnh nho đây thì cái bông nó sẽ không còn đẹp nữa. Tại vì ở đây là có một bông hồng đẹp hơn rồi. Trời đất ơi, ông nấu ăn giỏi mà ông còn nói khéo nữa, chết rồi. Để cuối có hoa xuất hiện. Bây giờ á là tụi em tính bàn trước xem cái quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, quan điểm về tình yêu thế nào, về quan điểm về sinh con trai con gái thế nào, để hiểu nhau nhiều hơn nha. Bắt đầu đi em. Về quan điểm về tình yêu của anh á, thì theo anh thấy thì con người không ai hoàn hảo cả, cho nên là mới đi tìm một cái mảnh ghép cho mình để cả hai cùng hoàn hảo. Mà cái điều quan trọng nhất của hai người yêu nhau là có biết cảm thông và chia sẻ với nhau hay không. Nếu biết tha thứ thì sẽ có hạnh phúc. Cái quan điểm về tình yêu của em là hai người yêu nhau phải tôn trọng và mình tin tưởng lẫn nhau. Rồi bây giờ quan điểm về con trai con gái thế nào? Em thì em rất là thích con gái. Biết anh là anh thích con trai hay gái? Anh thì trai gái gì cũng được. Nhưng mà ngày xưa chị Hồng Vân, là em có một cái mơ ước là sau này em sẽ sinh ra được khoảng 11 người trai để thành lập một cái đội bóng. Tại ngày xưa em thích đá bóng lắm. Nhưng bây giờ chắc bớt rồi, là chắc khoảng 2-3 hoặc được là được rồi. Em tưởng đâu anh nói bớt là 10 đứa chứ. Nhiều quá nuôi không nổi. Vậy là hai đứa được rồi ha? Dạ đúng rồi. Đứa trai đứa một, gái. Dạ một trai một gái. Bây giờ dạ, tiến tới cái này. Đây. Chúng tôi muốn tạo điều kiện để các bạn nhận thấy cảm xúc của nhau nữa. Đây, nắm tay nhau và nhìn nhau, rồi hát tặng nhau, đọc thơ gì đó, nói như là yêu thương, nói gì suy nghĩ của mình đó. Hãy nhìn nhau rồi nói rồi hát, tùy các bạn. Bắt đầu. Em có thấy tan lạnh không? Dạ lạnh. Tại vì không có ai suy ấm. Anh muốn nói với em một câu thơ này. Noel anh vẫn một mình. Nếu em cũng vậy thì mình đi chung.
Chắc chắn rồi. Hát một bài nào tặng nhau đi. Vậy thì anh sẽ tặng em một bài nha. Một đoạn ngắn là tại vì anh đang bị đau họng cho nên là không hát dài được. Nhà anh tuy không to, tiền mẹ không hay cho, nhưng anh sẽ kiếm em chờ lo. Anh không đẹp ngất ngây, nhưng nhìn thì cũng hay, đặc biệt là không gây, yêu ngay rồi em sẽ biết. Anh chịu khó, anh lại rất ngoan, đang đứng thích đua xe không phải anh. Dù thì không muốn biết cũng ít dùng. Trời ơi, đó là khang tiếng mà hát hay dữ vậy đó hả Cơn? Đây là bó hoa anh đi lựa nguyên ngày hôm qua, giữa 1.000 đó hoa mới được nhiêu đây cho nên. Dạ, cảm ơn anh. Trở về ghế đi các bạn. Thật sự mà nói thì một chàng trai chuẩn bị quá kỹ lưỡng cho cái cuộc gặp mặt ngày hôm nay, còn vấn đề quyết định là do con tim. Nếu rung động, chúng ta sẽ đặt tay vào và bấm nút chuẩn bị. Các bạn phải quyết định bằng chính con tim mình nha. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng. Hãy nắm tay nhau, nắm đi Tuấn. Bây giờ người bấm nút mà tôi có hồi hộp thực sự luôn á. Chắc chắn một nụ hôn đầu tiên đã xuất hiện là nhiệm vụ đi Tuấn.